6, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Thanh Hóa Nam Định. Đây là một trong 4 dự án thành phần của dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường dây phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Để hoàn thành dự án với khối lượng công việc khủng, trong thời gian gấp rút, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và các đơn vị thi công đã quyết liệt triển khai rất nhiều giải pháp. Trên công trường luôn có hơn 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công và không chỉ có lực lượng của các nhà thầu mà các đơn vị điện lực cũng đã huy động tối đa quân số, nỗ lực thi công 3K4 kíp để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình. Trước đó, ngày 28 tháng 6 tại Thanh Hóa, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung phối hợp với các đơn vị liên quan cũng đã đóng điện dự án trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa và đường dây đấu nối. Đây là một trong 4 dự án thành phần quan trọng thuộc công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Quỳnh Lưu, Thanh Hóa, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Phố Nối. Các dự án kịp thời về đích theo đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ giao là động lực to lớn để toàn công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành nghiệm thu khánh thành trong tháng 7 năm 2024. Cái công trình xung kích, công trình quan trọng của đất nước của ngành điện giao cho thì chúng tôi hàng ngày em thức dậy từ 5 giờ và 6 giờ thì có mặt tại công trường để bắt đầu làm việc từ 6 giờ. Chia ra hai nhóm, một nhóm là sẽ hoàn thiện lắp ráp dưới đất, còn lại là một nhóm sẽ làm việc trên cao. Chúng tôi giao nhiệm vụ là hỗ trợ thi công cái cột néo góc đôi ở tại vị trí 256 tại xã Đức Làng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, dựng hai cột néo cao 84 m, nặng một cột khoảng 162 tấn, tổng trọng lượng là khoảng 320 tấn. Cột đem lắp kinh ra xuống cáp đi. Dừng. Nhà gần đó, tăng lên đó, đúng chưa? Nhờ cái bố trí thời gian công tác hợp lý và nơi ăn chuẩn nghỉ đường hoa nhân sức khỏe anh em có đội chung kết đến hôm nay vẫn đảm bảo, và mặc dù đã trải qua 25 ngày làm công việc nặng nhọc rất là vất vả, anh em đã thấm mệt rồi nhưng mà tinh thần thì cũng vẫn đang còn nhiệt huyết, vẫn đang còn cố gắng và cũng đang hướng đến mục tiêu là sẽ hoàn thành phối hợp với bên thi công để hoàn thành cái vị trí này đúng lịch của EVN giao.